Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là sinh viên nghèo. Hôm nay thì mình mới đi mua về một con laptop để phục vụ cho học tập và làm việc sau này của mình. Đối với nó bây giờ nó toàn bộ, một nửa tài sản của mình. Đối với sinh viên thì mình quay thì không có kinh nghiệm và hơi thô sơ, mong các bạn thông cảm. Thì trước mắt các bạn đây là một con laptop Asus GL552VX phiên bản Core i5. Đây là toàn bộ hộp và phụ kiện kèm theo của nó khi mua ở An Khang. Mình mua ở An Khang, Thái Hà. Trên vỏ hộp của nó ghi có in chữ Gaming Notebook PC, thì đây là dòng laptop gaming giá rẻ, chắc là chắc là giá rẻ. Ngoài hộp thì thiết kế khá là chắc chắn, cứng cáp, và sau này thì có in một số cái logo và các cái tem, và đây thì có ghi là màn hình có thông số là 15.6 inch Full HD. RAM ở đây không biết là tại sao ở đây lại ghi 4GB nhưng mà máy mình là RAM 8GB. CPU là Core i5-6300HQ, ổ HHD là 1T, 7200R SATA, RAM DDR4. Và nhiều cái linh tinh lắm, nó không quan trọng lắm. Và đây là cái túi túi để đựng. Bên An Khang nó có kèm theo cho mình. Ở trong cái túi thì có một cái lót chuột tặng kèm. Chuột này thì chắc là máy nào nó cũng tặng kèm thôi. Chuột này cho qua một bên. Có gì trong này nhỉ? Thì nó có tặng kèm thêm một cái tai nghe HS260. Con này thì giá khoảng tầm 150.000, nghe chất lượng nó cũng chán lắm, không có gì. Thì ở bên trong nó có rời một cái túi chống sốc. Túi chống sốc bỏ bên trong cái túi đấy. Và cái này là phụ thôi, cho sang bên. Và đây nhân vật chính. Em laptop. Mình bây giờ sẽ tập hộp em ra. Khá là chắc chắn. Ui, có cái gì đấy sai sai. Từ từ nhé. Hộp chưa có kinh nghiệm gì hết. Đây. Ở đây là tổng quan của em nó. Ở đây có cái logo Asus ROG Gaming. Và đây là em máy. Thì mình mở nó ra. Gác kèm nó sang bên ạ. Cái túi này mình lúc mua khui hộp thì người ta lắp thẻ SSD với lại ấy, nên là mình bỏ ra nó hơi nhăn. Và đây là để xem phụ kiện nó có những gì. Đây là con chuột Sika. Nghe đâu báo giá là nó tầm gần một củ kèm theo. Nó cũng là tặng kèm theo con lát thôi. Để mình xem nó có cái gì. Vứt luôn cái vỏ hộp sang đây. Con chuột này lúc khui hộp thì mình cũng có mở ra để thử, nên là cái siêu của nó cũng rách. Bỏ cái siêu sang đây nữa. Đây.
Đây là em nó, con Chesika. Thiết kế thì khá là nhỏ, vừa tay. Cảm giác bấm thì rất là ok. Cái giá của nó một củ cơ mà, chụp một củ thì cũng khá là ngon rồi. Dây của nó các bạn có thể nhìn này, rất là nhiều cuộn, chắc là cũng dài khoảng tầm mét mét rưỡi ấy, không ít đâu, đủ dùng. Còn cái jack cắm USB này thì ở bên ngoài hình như là nó có mạ vàng hay sao ấy, ở đây nó có màu vàng lên nhưng mà máy mình quay đều quá nó không lên được màu, nó hình như nó có mạ vàng. Rồi, cho em nó sang bên. Ở giữa thì đây có một túi sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng cái này thì chắc cũng chả mấy ai dùng đâu. Ở đây là cái phiếu xuất bản mình mua ở An Khang. Còn đây là phiếu bảo hành. Ở đây thì nó có trang bị cho một cái đĩa chạy để chạy driver và một cái hộp vệ sinh máy móc, khá là đầy đủ phụ kiện. Còn đây là cái jack cắm vào nguồn. Và đây là con thẻ SSD Santa 3 M2 SSD được tặng kèm theo máy, và lúc mình mua thì nó đã được mở ra và lắp thẳng vào máy rồi, nên là bên trong này cũng chả có gì ngoài chắc là sách hướng dẫn linh tinh xong rồi đấy. Còn là cái ruột của nó thì bị rút lắp vào trong con máy của mình rồi, SSD 128GB. Cái này là tặng kèm các bạn nhé, không phải mua. Đây là nguồn vào, khá là to, những thiết kế dòng gaming khác nhìn nó rất là hầm hố. Ở đây là cục pin. Pin này sẽ pin máy này là pin tháo rời nhé, không phải là pin đi kèm sau máy. Và đây thì cục pin này hình như là pin 4 cell hay sao ấy, mình không nhớ nó ghi ở đâu, chắc là pin 4 cell. Dùng rồi, đây là toàn bộ hộp và phụ kiện của em nó đi kèm khi mua ở An Khang. Mình thấy là nó khá là đầy đủ. Bây giờ thì trở lại cái nhân vật chính của mình. Đây, em nó. Cái này là do mình lúc đầu mình không cẩn thận mở ra, nhét vào nó hơi bị nhăn. Để mình mở, lôi em nó ra khỏi cái bao cao su này. Thực ra nó không phải bao cao su. Rồi, đây là em nó thiết kế với dòng chữ ASUS bằng như bằng kim loại, bóng rất đẹp. Và đây là logo gaming của ASUS, đây là dòng ROG ROG. Mình lắp pin vào đây, mình cầm một tay quay một tay nên nó cũng khó quá. Nó có hai cái lẫy ở đây này để giữ cục pin cho nó chắc. Ở đằng sau thì nó có mấy cái lỗ tản nhiệt, cũng chả có gì.
một cái tem của An Khang rồi, và một cái ít thông số, mình không biết nó là cái gì nữa. Ở đây là em nó nhìn khá là đẹp. Rồi, để mình nhỏ ra. Đây, một con laptop gaming giá khá là ok. Bàn phím thì có độ sâu và độ nảy khá tốt so với những bàn phím laptop bình thường. Thì mình bật em lên. Đây, bàn phím nó có led, led đỏ, chỉ một màu thôi nhé. Rồi, đã lên khá là nhanh. Wow. Đây là em Asus GL552VX màn 15.5 inch Full HD. Thì chất lượng màn hình của nó thì cũng gọi là tạm dùng được, khi mà nó có cái độ phân giải Full HD nhưng mà lại tấm nền lại không được là tấm nền IPS, nó chỉ dùng tấm nền hình như LCD TN hay gì đấy mình không rõ lắm, nhưng mà góc nhìn của nó sang hai bên này thì cũng khá là tốt, sang hai bên thì khá là tốt, nhưng mà trên lúc mà mình nhìn ở trên xuống hay là dưới lên thì góc nhìn nó không được tốt như hai bên. Đấy là về chất lượng màn hình thì nó độ chi tiết khá là cao. Đây, bàn phím. Nó có cái bàn phím LED đỏ về đêm dùng khá là sướng. Để mình xem nó đã mắc độ sáng nhé. Mắc rồi. Thì bây giờ thì do điều kiện sáng xung quanh khá là cao nên là nhìn nó khá tối, nhưng mà mình đã test thử rồi. Đêm về nó rất là sáng. Mình mua từ tối hôm qua mà. Và đây thì cái chuột gần đây bàn phím top 3 này thì nó khá là, con này cũng khá là tốt, thiết kế thì sờ nó rất là trơn, rất là thích. Tuy rằng là dòng gaming giá rẻ nhưng mà độ hoàn thiện của máy nó khá là cao. Còn đây là thông số đi kèm theo với card đồ họa là Nvidia GeForce GTX 950M. Cái con này là card 4GB, card đồ họa 4GB kèm theo nhé. Còn đây là Intel Core i5 có HDMI, có cái này là Energy Star, chắc là biểu tượng kiểu bảo vệ, à quên, kiểu tiết kiệm năng lượng. Ở đây có một dòng chữ rất là nhỏ, máy mình nghe kém quá quay không rõ, Republic of Gamer. Mình đã test thử qua camera, âm thanh loa thì nó hình như nó hơi thừa chét, nghe rất là kiểu hơi rát tai một tí nếu mà bật mắc âm lượng. Còn camera thì nói chung là có để dùng thôi chứ nó cũng không được tốt cho lắm. Khi mà mình lắp cái thẻ SSD kèm theo thì nó có tốc độ chạy, khởi chạy những cái ứng dụng rồi các thứ rất là nhanh. Đặc biệt là lúc mà khởi động máy thì với lại tắt máy các thứ thì mắc nhanh luôn, còn hơn cả con PC cũ ở nhà của mình. Đây thì mình có cài sẵn một số thứ lúc mà mới mua về, mình cài tối hôm qua mình nằm mình cài hết một số thứ linh tinh. Thì ở đây có thêm cái Rock Gaming Center này được kèm theo để tăng hiệu năng chơi game khi chơi các loại game khác nhau. Mình chưa biết nó dùng như thế nào nhưng mà chắc là nó sẽ có tác dụng nhiều phết khi chơi game.
Mình thì đang ốm gần tuần nay rồi nên là giọng nó hơi bị khàn. Và đây là tổng quan về em nó và các cái đồ kèm theo khá là đầy đủ. Mua em nó xong thì nói chung là dùng luôn, không cần thiết phải mua thêm cái gì nữa. Nếu có mua thì chắc là mình sẽ đầu tư thêm cái bàn phím. Thế thôi. Rồi, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Bye bye.